cùng một đàn đo. Em có con sinh năm 2014, em kết hôn 2014, nhưng mà ly hôn thì năm 2017. Em ly thân từ năm 2014 mà em chính thức ly hôn từ năm 2020. Em có một bé gái và ở với em, không cần chồng em chu cấp gì hết. Nâng ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Rồi chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quỳnh Ninh, chào quý vị khán giả. Em tên là Dư, sinh năm 1985, quê tại Thanh Oai, Hà Nội. Em mới vào Bà Rịa Vũng Tàu sinh sống được mấy tháng ạ. Công việc của em là kinh doanh online ạ. Ở tại thành phố Vũng Tàu không em? Dạ em ở xã Long Phước, Bà Rịa đây ạ. Mình kinh doanh cái gì cơ? Dạ em bán dược liệu, em chịu trách nhiệm bao tiêu đầu ra cho mấy hộ nông dân ạ. À. Mời nhà trai. Em xin chào MC Kinh Linh. Chào Ngọc Lan ạ. Chào quý vị khán giả. Xin tự giới thiệu em, họ tên là Trần Đình Do, sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình. Hiện tại thì em đang làm và sinh sống tại Nhân Trạch Đồng Nai. Làm gì Do? Giờ công việc của em là bên thầu xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, công ty, sự nghiệp. Làm thầu được bao nhiêu năm rồi? Dạ 9 năm ạ. 9 năm rồi hả? Dạ vâng. À, Do Dư, ấn tượng ha, lạ đó. Lúc nào mà chi cái gì ra là phải do dự suy nghĩ coi là chi cái đó có đúng hay không, là hai bạn này ở với nhau là tiền nhiều. Bảo đảm. Thêm dấu nặng để giữ là được. Bây giờ nhà gái nè, giới thiệu cho Ngọc Lan với Quyền Linh biết về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là em có tính thương người. Ví dụ như là em bán hàng thì em hay bán sỉ. Ví dụ như ô tô đến lấy hàng hay là bưu tá đến lấy hàng mà toàn những cái bao tải lớn ấy, em thấy người ta đổ mồ hôi ra làm cho mình mà thấy họ cực quá, em hay hỗ trợ họ tiền xăng lắm. À. Làm cái gì mà ví dụ như họ đến lấy hàng mà không kịp hay em báo lên chăm sóc khách hàng mà nói là có mail là khiếu nại cho bạn ấy, em luôn luôn em nói với người ta là đừng có phạt người ta nhé, vì người ta làm đổ mồ hôi ra không được thưởng thì thôi đừng có phạt, tội lắm. Ai làm cũng vì mưu sinh thôi, cũng có thể người ta lấy hàng không kịp thì vì họ bận, đừng có làm gì phiền người ta nhé. Dạ em nói vậy. Và trong bên ra ngoài xã hội ấy, em gặp ai cái gì mà khó khăn đó, trong cái phạm vi em có thể giúp được là em giúp. À, cái khuyết điểm của em là em hay quên. Nhiều khi khách hàng gọi điện đến, em ơi gửi cho chị cái này cái kia, tắt máy là em quên đi. Xong em nhớ cái người đấy gọi em nhắn lại, chị ơi chị lấy cái gì chị nhắn lại giùm em nhé. Tại vì nhiều khi em cũng quên. Quên có được nhưng quên lấy tiền thôi mà. Đúng rồi, có đơn hàng mà em quên thu tiền xong khách họ nhớ họ lại nhắc em. Trời ơi chết rồi. Những người từng tần số thì sẽ thu hút lẫn nhau. Thì em thấy là những khách hàng mà em gặp thì toàn những người rất là đàng hoàng, tử tế. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì trong công việc là ok. Nhiều khi là công việc nó gấp quá thì làm tới 90 giờ đêm. Nhược điểm của em thì ngủ lười. Nhiều khi công việc mình làm nó áp lực quá, thời gian là mình hạn chế quá. Để mình đi chơi đâu này kia thì về nhiều khi buổi sáng nó mệt quá là mình lại không có muốn đi làm. Hiện nay thì đường tình duyên của em là sao? Cùng một đàn đo. Em có con sinh năm 2014, em kết hôn 2014, nhưng mà ly hôn thì năm 2017. Giờ bé thì hiện tại đang ở Con Tum rồi mẹ. Là coi như 6 năm rồi ha. Dạ. Lý do ly hôn thế nào em? Tức là vợ chồng nhiều có cái nó mâu thuẫn ở trong công việc, rồi vấn đề kinh tế nó nhiều cái nó trắc trở quá rồi nó gom lại. Dạ em ở 5 năm bên Lào ạ. Dạ ở bên đó thì quen nhau bên Lào. Hồi xưa em ở Lào thì em cũng làm bên xây dựng, tại vì điện em làm ở trên cáo. Thì điện nó giật mình mới rớt xuống đất rồi. Tại vì đất khách quê người mà, thấy người ta cùng chăm sóc mình này kia rồi nảy sinh tình cảm với nhau đấy. Giật rơi xuống đất luôn á hả? Dạ, lỗi trong cái tai nạn lao động. Thôi, đó là phần bên nhà trai, còn nhà gái sao nè? Em ly thân từ năm 2014 mà em chính thức ly hôn từ năm 2020. Em có một bé gái và ở với em, không cần chồng em chu cấp gì hết. Và bây giờ em mới chuyển vô Bà Rịa thì cuộc sống của em ấy, tạm thời chưa ổn định ấy, thì em chưa đón con vào, nhưng em là người trực tiếp đẻ ra con thì em có trách nhiệm với con. Hiện tại thì bạn ấy đang sống với bên ngoại. Lúc mà em con em còn nhỏ thì em chỉ lo đi làm xong tối về với con. Khi con em lớn lên một xíu học lớp 3 thì mẹ em lại bệnh, lại tai biến, lại ngồi xin ăn ấy. Em mình lao động chính trong nhà. Nhà em có bố mẹ già này mấy con nhỏ thì em là vừa là lao động chính chăm sóc cả người già người trẻ. Em không có thời gian đi đâu hết. Và lúc đấy em cũng mất niềm tin vào đàn ông nhiều lắm. Cô ấy rất là xúc động. Tất cả những cái chuyện đó nó qua hết rồi. Chuẩn bị để mà đón một cái cuộc sống mới. Chúng ta chuẩn bị để dở một cái trang sách mới trong cuộc đời của mình.
Anh nghĩ rằng chúng ta đừng có cứ vướng bận những cái quá khứ nhiều quá. Có mong muốn một người bạn trai mới của mình nó sẽ như thế nào? Dạ, em thì em không cầu toàn quá nhiều. Em chỉ có một yêu cầu duy nhất là bất kể trong đời sống hay trong công việc thì làm cái gì cũng phải có đạo đức, phải có lập trường để cùng em nuôi dạy con cái và đối nhân xử thế với nội ngoại hai bên, vậy thôi ạ. Vậy thôi ha. Chí tiến thủ, đặc biệt là không rượu chè, không cờ bạc, không em không chịu được cái mùi thuốc. Rồi, em chào chị. Dạ, chào nhà trai. Nhà trai có nghe những cái không của bên kia chưa ạ? Dạ, nghe rồi ạ. Nhà trai thấy mình có dính cái nào không? Công việc của em thì cũng phải có giao lưu, giao tiếp với nhau. Thì rượu thì em cũng uống nhiều. Có thuốc không? Dạ có. Bên kia ta chịu không được mùi thuốc đó. Anh em cố gắng bỏ thôi, chứ biết sao giờ thì... Ừ, với lại hút thuốc cũng không có tốt đâu, thôi bỏ đi ha. Dạ vâng. Bây giờ mình mong muốn có bạn gái như thế nào nè? Em thì cũng không cần gì nhiều, chỉ yêu cầu bạn gái biết san sẻ công việc, hiểu cái công việc của em, biết kính trên nhường dưới, đừng có để mất lòng bên nội bên ngoài, nó phải sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau vậy. Dạ. Nên hai bạn là cũng có một cái điểm chung rồi đó. Mình đi dài vậy bằng nhà trai. Dạ, hôm nay em đi với anh chị họ với hai đồng nghiệp của em. Rồi, mời đại diện nhà trai. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Cho em nhận xét về Gió thì Gió là một người thật thà, hiền lành và chịu khó làm ăn. Bạn nữ bên này nhìn kiểu là rất là ok, hiền, biết làm ăn đấy. Dạ, nếu cảm mà ơn có anh. Cơ hội thì hai người cho nhau. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, em như mình. Có Ngọc Lan lo. Dạ. Nha. Chờ thì hay ông Mai bà Mối sẽ mở rào để cho các bạn gặp nhau thôi. Mở rào. Dạ, tặng anh cây đàn này để mong anh lúc nào cũng may mắn và phát đạt. Cảm ơn. Anh đến đây tuyển vợ? Em hỏi hơi thô nhưng mà anh đến đây tuyển vợ đúng không? Vậy cho em nộp hồ sơ ứng tuyển được không? Nhưng em có sổ nghèo có được ưu tiên không anh? Anh đi tỉnh anh nó về lắm, thẳng tỉnh rồi nhà tiền dùng cái sự vui vẻ thôi chứ không có. Hiện tại em ở Bà Rịa Vũng Tàu ở chỗ nào vậy? Em ở Long Phước ạ. Anh hiện tại đang làm ở chỗ chú Phá Bà Rịa, cùng gần em nhỉ? Dạ. Công việc của anh có bận không? Công việc anh thì sáng đi, chiều tối mới về. Chủ nhật á, thì mình có thể nghỉ ngơi được một bữa thôi. Phải thức dậy từ 5 giờ sáng, dù có mệt nữa cũng phải cố gắng dậy để mình sắp xếp công việc cho thờ thấy nó làm. Rồi lúc đó sóng xuôi rồi mình mới rảnh được. Dạ. Còn em thì lao động tự do nhưng mà em cũng khá là bận, bởi vì là đôi khi em phải nhập hàng hoặc là ra hàng ấy. Thành ra nó không cố định giờ giấc ấy. Ví dụ như là đúng lúc anh gọi điện hay nhắn tin em không trả lời kịp là em đang bận công việc đấy. Ví dụ như hôm nay em đến đây là em cũng phải thông báo với khách hàng của em, hôm nay em không có thời gian cầm điện thoại, khách hàng cần gì thì cứ để lại tin nhắn, xong việc em sẽ trả lời. Cái đó thì không sao. Vậy anh có cái tiêu chuẩn gì cho người vợ của mình trong tương lai không? Anh trong tương lai thì chủ yếu là cái người vợ là họ biết cái cảm xúc của mình, biết san sẻ công việc, biết đối xử bên nội bên ngoài chứ không có bỏ bên này tôn trọng bên kia, phải biết kính trên nhường dưới. Dạ, bởi vì em sinh ra là con nhà nông cho nên là đặc biệt nhà em là toàn con gái, cho nên bố mẹ em á lúc dạy em là phải làm gì thì làm nhưng phải có đạo đức, cho nên là em luôn biết tôn trọng người lớn. Dạ. Cái đó là rất ok. Không, và anh có yêu trẻ con người lớn không? Với anh cái tuổi tác nó không có trọng, chỉ là cái suy nghĩ của người ta như thế nào cảm nhận về mình thôi. Dạ. Thế còn với anh cái tuổi tác nó chỉ là cái vấn đề xưng hô với nhau nhiều khi mình gặp ngoài á. Dạ, đó. Em hiểu. Nhưng mà nhiều người rất là ngại khi mà khi nghe đối phương có một con riêng. Đối với em thì em không ngại bởi vì em yêu trẻ con và đặc biệt người già nữa. Cho nên không, anh cũng có một đứa con riêng. Dạ, vâng. Cho nên anh hiểu vấn đề đó mà. Em đặt câu hỏi đó. Chúng mình có cơ hội đến với nhau thì anh định thích con trai con gái? Vậy anh con trai con gái gì cũng được hết. Mình đã có duyên để với nhau, mình đã có duyên để ngồi đây thì con trai con gái gì là do trời nó ban cho mình. Dạ. Cái quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Em thì như em nói là người chồng của em là phải, thứ nhất là phải có đạo đức đầu tiên, thứ hai là phải có chứng kiến để biết phân biệt đúng sai. Đặc biệt em sợ nhất là chồng nghiện rượu. Thuộc là thì mình có thể cai được, nhưng mà về cái rượu ấy, thì mình có thể hạn chế trong con người mình. Tại vì công việc của anh cũng phải là giao lưu. Trong trường hợp nào thì mình cũng luôn làm chủ mình đúng không? Đúng rồi em.
kinh tế trong gia đình thì theo em thì ai quản lý, ai quyết định? Về cái kinh tế thì em nó dễ dàng lắm, của chồng là con vợ. Dạ. Anh đi làm về như 10 triệu thì anh đưa cho em cả 10 luôn cũng được. Nhưng mà đến khi xe anh hết xăng ấy thì anh lại điện alo em, xe anh hết xăng rồi. Alo em, xe anh xẹp lốt rồi, chắc chắn em sẽ... Một giây mốt sẽ tới. Thử đưa tôi hết 10 triệu coi tôi có đưa lại không? Đừng có thuyết âm mưu như vậy. Cỡ nào chúng tôi cũng có cách xử lý và không bao giờ đưa lại một xu nào. Em có phải là người đàn ông ghen hay không? Nói cho bên kia biết đi. Em là có cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là ok ạ. Em thì đối với em quan điểm rõ ràng lắm. Em thì không ghen mù quáng. Và em nói thẳng luôn là nếu mà sống với nhau là phải tôn trọng lẫn nhau. Mà khi nào không còn tôn trọng nhau, không còn thương yêu nhau nữa thì cứ trao đổi thẳng thắn. Sợ nhất là sống với nhau mà không thật sự coi nhau, đấy mới là một cái điều tai hại nhất. Rồi bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái, nói về cảm nhận cái cuộc nói chuyện nãy giờ khi tiếp xúc với em gái. Bước tới đi em. Hai người nắm tay nhau. Em thấy tay anh ấm không? Dạ không, lạnh. Là như con người anh không? Em con người anh thì em không biết, em chỉ biết tay anh lạnh. Dạ. Thì anh chắc cũng hiền, cũng dễ thương. Anh hy vọng rằng qua cái chương trình này thì chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn. Quên rồi. Về vị trí các bạn, chúng ta để tay vào nút bấm. Khi hai bạn quyết định thì hai bạn phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ bấm nút sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Dư không bấm. Dạ. Lý do? Dạ em chưa tìm thấy điểm đồng cảm trong con người anh ấy. Dạ, em cần một người đàn ông mạnh mẽ để có thể che chở cho em, tại vì là từ nhỏ giờ em hay bị bắt nạt. À, có thể là bạn trai chưa biểu lộ hết những cái gì mà thời gian ít quá. Dạ không sao ạ. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và tất cả các bạn khán giả đem chương trình trong hội trường ngày hôm nay. Dạ. Em xin giới thiệu, em tên là Quỳnh Nhân Thiên, năm nay em 31 tuổi, hiện tại thì quê em đang ở là Cà Mau. Đúng em à. Đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương. Thiên làm gì Thiên? Dạ nghề chính của em là môi giới bất động sản. Mùa này bán được không? Dạ mùa này hơi ế. Dạ. Bán cũng ra chậm ha. Dạ. Rồi hy vọng rằng từ đây Tết bán khá khá, chúc kiếm tiền lấy vợ nha. Dạ dạ. Mời nhà dạ, gái. Nhà gái giới thiệu với mình nào. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Tuyết Trinh. Em 30 tuổi, đang làm việc và ở Bình Dương ạ. Làm gì việc gì? Dạ công việc của em là kim trợ giảng make up ạ. Trợ giảng make up hả? Dạ. Và em sống ở Bình Dương luôn hả bé? Dạ đúng ạ. Vậy là gần mình luôn á Thiên. Dạ. Hỏi coi ở đâu? Em ơi em cho anh hỏi là em ở Bình Dương chỗ nào em? Dạ em ở Thủ Dầu Một ạ. Công ty anh đang trang trọng ngay từ Cổng Bố á, lên đó cũng gần. Đề gần ha. Dạ. Hợp lý. Không chừng chút mình đi xe chung về đó. Dạ. Rồi em có điểm mạnh điểm yếu gì à, Thiên? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn. Em biết hát đòn. Và đặc biệt là nói chung là công việc về nhà cửa, nói chung là em cái gì cũng làm được hết. Môi giới bất động sản mà ha. Ăn nói cũng lưu loát rồi giao tiếp tốt ha. Điểm yếu em là gì? Em là có một cái điểm yếu là em ít có nói lắm anh. Tại vì khi gặp khách em mới nói, còn như ngày thường như ở nhà thì em cũng nằm lướt TikTok coi Facebook này kia thôi. Để dành nói với khách hết rồi đúng không? Dạ. Rồi mời em gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi nào. Dạ ưu điểm của em thì nấu ăn ngon với lại vui vẻ. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm của em thì những lúc mà kiếm không ra đồ cái em bực bội trong người lắm. Trời đất ơi. Tự bà cất nha. Tự bà cất đồ bà kiếm không được cái bà khó chịu. Người khác cất mà bà kiếm không được mới mệt đó. Không, cái đó mới là căng luôn á. Rồi mình nói chút xíu về tình trường đi nào. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ.
Thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu, có vài tháng tìm hiểu thôi, thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị, nên mình cảm thấy không hòa hợp được, nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn, mình không bị vướng bận. Rồi còn Thiên? Dạ thì em hiện tại là cũng trải qua ba mối tình. Một mối tình là thời sinh viên anh. Còn một mối tình nữa là cũng lên đi làm. Còn một cuối cùng, mối tình cuối cùng là mới quen đây tất là 2 năm và người ta là khoảng tháng 12 là người ta lập gia đình. Chia tay gần được khoảng 7 tháng. Vậy hả? Cũng ba mối tình trắc trở gì? Dạ. Sau ba mối tình thì mình thấy mình đang thiếu sót cái gì trong tình yêu hả Thiên? Trong tình yêu thì em thấy nếu mà nói tiếng yêu của nhau rất là dễ, nhưng mà quan trọng là mình có đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu cho người bạn đời của mình không mới là quan trọng. Em thấy bên kia đã có một lỡ chuyến đò rồi, thấy sao? Đối với em á, người đến trước đến sau ấy không quan trọng, người cũ người mới thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình, cái người của mình á, là có đi, ai là người nắm tay cho mình đi hết chuyến đò còn lại. Đúng rồi, đó là người quan trọng. Cái này hay nè đó, quan trọng là người thì nắm tay mình đi suốt cuộc đời mới quan trọng ha. Ai, em gái. Ôi, dễ thương quá. Ta làm về nghề làm đẹp cho nên người ta rất đẹp. Không lẽ từ đó tới giờ là không có tìm được người yêu nào? Dạ cũng có ạ. Có hả? Nhưng mà lý do em khó quá làm sao? Dạ không, mối tình thứ hai của em thì gia trưởng quá. Gia trưởng quá. Với lại ghen. Ghen nữa. Ghen. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì người ta có người khác. Trời ơi, cái xinh đẹp vậy mà có người khác nở lòng nào, thiệt tình luôn. Ây, rồi bây giờ bỏ qua luôn. Mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào ha em? Dạ, cũng đơn giản thôi anh. Đơn giản là sao? Dạ, chỉ cần thấu hiểu và cảm thông cho nhau, biết chia sẻ. Có chiều cao rồi mập lùng này kia. Dạ, chiều cao thì tầm 1m7 đổ lên là được. 1m7 hả? Được không Thiên? Em có 1m65 hả? Thiếu 5 phân, được không? Thì để xem là về còn tính cách nữa. Tính cách nữa không? Có phù hợp. Tính không? Cách bù thước đo đúng không? Dạ. Được nha Thiên nha. Ok. Rồi bây giờ bà mối qua coi coi nhà trai tôi làm sao nè. Tôi thấy nhà gái tôi chịu rồi đó nha. Chào chị. Rồi chào nhà trai. Trời ơi, 1m65 thiếu 5 gem nhưng mà nó bù lại được những cái khác nha em. Ăn mặc rất là đẹp, chỉnh chu, hợp lý với bên kia. Mặt đẹp hơn tôi nữa đó. Đó. Cái điều gì ở phụ nữ là mình không thích nè? Em không thích người phụ nữ hay ghen gì. Tại vì công việc của em á, có những lúc em đi làm tới 10 giờ. Và tại vì em bán sản phẩm hơi xa đó, em về cũng hơi khuya. Nên là thông cảm với em vấn đề đó. Nội trợ đồ này nọ để dạ, có nhu cầu gì không? Dạ nội trợ thì vấn đề đó là đơn giản thì em làm được. Nên là không cần phải bạn nữ phải quan trọng vấn đề. Em đi tới 10 giờ về mà em đòi em làm được. Còn có những ngày mà em ở nhà chứ chị. Em thường làm gì 4 rưỡi em về. Ôi, em gặp người này làm đạp được hết á. Em gặp một cái em té xỉu liền chị nói. Em làm được hết á. Ờ bây giờ mình hỏi về người thân đi. Nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi nè, có em gái của em. Em gái ruột á hả? Dạ. Em gái xinh rồi nha. Dạ con chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan, với tất cả anh chị đang có mặt tại đây. Em là em út của anh Thiên. Em thấy chị này cũng hợp với anh của em. Chị thương anh em không cần làm gì hết. Tại vì anh em cái gì cũng biết làm hết trơn á. Cưới anh em là như là cưới tất cả người làm trong nhà vậy á. Bởi vì cái gì anh em làm cũng được. Sửa nhà, nấu ăn rồi về tất cả mọi thứ là anh em rất là giỏi. Con em được ghê đó Thiên. Rồi sao thấy chị gái như thế nào? Dạ em thấy chị đẹp, nói chuyện dễ thương. Thấy ok đúng không cưng? Dạ em thấy ok ạ. Nhưng mà không biết chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em là chắc ok. Cảm ơn em. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị họ. Bé này nó có make up cho mình lần nào chưa ta? Sao mình thấy nó quen quá. Dạ chào nhà gái ạ. Em xin phép chào anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em là chị của Trinh. Thì nói chung là em nhìn bạn trai bên đây thì về cái hình dáng bên ngoài cũng ok, cũng được. Nhưng mà em nói trước là em gái của em nó rất là giỏi. Cái gì nó cũng giỏi hết á. Về nấu ăn rồi nhà cửa tất cả mọi thứ ngoài công việc đi làm thì rất là giỏi. Cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà nó gặp rất là nhiều tổn thương. Nên là cũng hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu đến nhau. Cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ chúng ta mở rào cho đôi trẻ gặp nhau để tìm hiểu nhau ha. Mở rào.
Bắt đầu từ đây là của em đó Thiên. Dạ em có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. Rồi bây giờ hai bạn ngồi đối diện với nhau đi. À, em nhìn anh à, em cảm nhận như thế nào? Em thấy cũng được. Em ở Thủ Dầu Một mà khúc nào của Thủ Dầu Một? Dạ ở cách mạng tháng 8. Anh thì ở Dĩ An. Nói chung là từ khoảng cách của anh lên em chắc cũng gần. Nhưng mà công việc của em á, nó hạn chế thời gian vậy đó. Em làm việc từ sáng cho tới tối, 8 giờ 30 em mới xong việc. Có khi đến 9 giờ tối, 1-2 giờ khuya nữa. À, anh thấy cũng không có gì. Tại vì nếu mà công việc của em đúng không, mà thời gian không có gì, ví dụ em có cần anh hỗ trợ thì anh sẵn sàng. Anh không ngại thời gian đâu. Dạ. Rồi em hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? À, đối với anh á, anh lên đây á là anh rất là nghiêm túc chứ không phải là đùa. Vì thế là nếu mà em có cho anh cơ hội là khoảng bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm đúng không anh? 1 năm. Tại vì năm sau á là năm hợp tuổi, nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Em tiến tới đi, nắm tay bạn gái hát cho mày nghe đi. À, em có thể cho anh xin được nắm tay không? Như thế rồi. Nhìn con bạn thì gái nắm hai tay này Thiên. Nhìn bạn gái hát cho bạn gái nghe đó. Anh thì không có biết hát nhạc, anh chỉ biết hát cổ thôi. Tại vì quê anh Cà Mau là chuyên về cải lương. Thì anh cũng hát tặng em một bài hát. Bài hát được mang tên là Ai Cho Tôi Tình Yêu. Dù biết tình yêu không thể giáng sinh cũng không hề dài mừng, sao từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người nhắn tâm chẳng tặng cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một cung hình, xin hãy cho tôi tròn câu mơ ước, một mảnh trăng về khi một mảnh đón đưa nhau. Nết lang tang trong dặn chiều mưa, dặn nét vô tư lạnh cả tâm hồn. 31 tuổi đời nên mãi cô đơn, nên dặn gọi tên mà tuyển chưa đổ bên. Trời ơi hay quá. Ngọt mí lùi luôn á. Trời, được rồi. Bạn về chỗ nào? Hãy đưa ra quyết định của mình bằng cách bấm nút nha các bạn. Bấm bằng cả trái tim của mình. Nếu các bạn thấy thích thì chúng ta sẽ bấm. Còn nếu chúng ta thấy đây không phải một nửa mảnh ghép của mình, chúng ta không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi nghĩ chắc là những cái lời ca tiếng hát vừa rồi nó đã là một cái cú cuối cùng để bạn gái đưa ra quyết định. À, hãy nắm tay nhau, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Đúng rồi, một nụ hôn đầu tiên. Thường quá. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Lời đầu tiên xin chào chú Kiên Linh, cô Hồng Vân, cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. À, con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi, quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận, mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh với cả chú luôn. Chú luôn, không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn. Chú Quỳnh Linh và bạn nào ở bên kia. Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống con sinh ra Quảng Ngãi. Quê Hà Nội, con sống Hà Nội, quê Quảng Ngãi. Giờ con làm ở đâu? Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó hả? Đang làm gì con? Con đang là nhân viên marketing.
À vậy dạ. Nhân viên marketing một bên là quản lý kem ha. Rồi à, em trai, bây giờ em hãy nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu điểm mạnh của mình là gì. À, con nói về điểm yếu trước rồi, đi. Rồi nói đi. Điểm yếu thì thứ nhất là cho công việc đến giờ con này vẫn hay hút thuốc. Ừ. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định. À, khách khứa rồi công việc đôi khi là nó không có khi buổi tối là mình không được về nhà, mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng. Rồi. Đó. Và về sở trường á, điểm mạnh thì con có thể nấu cơm. Bởi vì nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Dạ. Nhà mỗi con thằng là sao? Nhà có duy nhất con trai một. À. Thì là được ha. Coi như tất cả mọi người lo. Dạ. Rồi, mà nhà gái. Còn mình giới thiệu về bản thân giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi con. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ từ khoảng lớp 8 rồi. Ừ. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Ừ. Còn điểm còn yếu? Về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Ồ, nhìn vậy nó hả? Nhìn nó hơi khó chịu. Dạ, nếu như mà con không cười. Con sinh 94 phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì bạn sẽ người người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi con gái lớn cô. Dạ. Bé xí ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi. Đứa nào cũng vậy á, mặt đẹp cỡ nào á nhìn là nó nếu nó không cười thì cũng cảm thấy là nó khó gần. Rồi để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu không cười coi. Đó. Nó giống xí ngầu á Linh. Nhìn quạo quá. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Ha? Nhưng cười hoài cũng hơi cười hoài đi. Không cười mà là cũng mệt lắm á thiệt á. Dạ. Đúng luôn á. Rồi, bây giờ này nè. À, mình có mấy mối tình đây. Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Dạ. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. À, dạ. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Vì có sợ quản lý chặt quá. À, dạ. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, thằng gái mình con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình nè? Dạ con khoảng 4 năm mối tình. Trời. Cha cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Không đếm được luôn. Rồi sao chia tay 4 năm mối đó? Dạ nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng mối dài nữa. Nhất là mấy bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Mối ít nhất là ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều nha, vậy là yêu nhau cũng lâu yêu lắm à. Sớm à, yêu sớm chứ sớm mà. Nhiều đây mà cũng 1 năm mối là cũng là. Rồi bây giờ mình muốn có một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất khi nói chung mà là chọn. Trong tâm thảm của mọi người thì ai cũng muốn chung thủy nhưng đôi khi vì một cái gì đó họ không chung thủy thôi. Thí dụ như chú nói là cũng đúng. Ừ. Tại vì con cũng không nghĩ là người ta có thể nào mà duy trì được cái tình yêu mà gọi là suốt cả một cuộc đời đối với một người. Nhưng mà cái quan trọng hơn thì là cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình, rồi chiều cao, cân nặng, nước da, tóc tai sao với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền dạ, lành ưa nhìn con thích những người nhìn hiền lành. Ừ, để cô qua cô coi có hiền coi, không? Có hiền lành. Có gọi là ưa nhìn không? Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao biết con. Được. Dạ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Ừ, con thì cũng nóng tính. Nhưng mà con không phải là chuyện gì mình cũng nóng. Thứ nhất là khi ví dụ như người đối diện tiếp xúc với con á, ok, họ có thể làm cho mình bực mình, nhưng mà mình không bực mình liền mà mình sẽ nhắc họ
đến ba lần thứ ba thì nếu như họ vẫn còn làm vậy thì con mới sẽ bực mình. Chứ bình thường thì con vẫn hòa đồng bình thường. Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi, à, tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi trời thấp ơi, mét 33 mới thấp. Rồi à, bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. À, không mập quá, người đầy đặn nhưng mà không mập quá. À, đầy đặn cỡ đó được chưa? Tôi nói từ hồi sáng giờ được gây lộn với ông nha, nha ông mối mai nha. Trời ơi con ơi, phúc hậu, con đừng có lo, coi như là cái người phụ nữ mà người ta có cái sự mà đẩy đà phúc hậu như vậy á là đúng rồi, lý tưởng. Nhiều người muốn phát tướng không được, như con mà ăn hoài con cũng đâu có mập được. Con yên như tâm. Cô. Con yên tâm, khi bằng chú Quyền Linh con có muốn ốm cũng không thể ốm được. Yên tâm nha. Con, những người đầy đặn như thế ở vùng bão không sợ bay. Rồi, còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao con, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi, đúng rồi. Con sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi. Rồi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? À, con đi với anh. Rồi, cưng anh gì? Anh Sơn. Anh ruột hay anh bạn? Anh họ. Ờ, anh họ. Anh họ cho ý kiến đi nào. Dạ, à, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, à, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Dạ. Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thấy tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là thì cũng rất là vui được vinh dự được gặp cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Hay, hai MC con. Quốc dân. Trời và ơi. Nghệ sĩ con cũng đã mến mộ lâu nay. Rồi, cảm ơn con. Rồi, thì mình hỏi bạn gái chút xíu. Dạ. À, em thì chắc nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì à, theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Ờ, đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Dạ. Thứ hai là ví dụ như bạn của em đi làm lương thì ví dụ khoảng như 10 triệu thôi. À, 7 triệu đi. Mà ví dụ hôm đó đột xuất công ty có một cái làm cái chương trình gì đó từ thiện, ủng hộ vậy đó, bạn lỡ quá tay bạn bỏ cả 1 triệu để ủng hộ thì về thì sau đó tối đó thì bạn mất thêm 500 mà đi nhậu nhạc nữa thì về thì em sẽ phản ứng như thế nào? Nếu như mà đối với em, nếu như mà việc chi tiền mà nó có những cái lý do hợp lý và chính đáng thì vẫn ok thôi. Với lại là tiền của anh mà, thì anh có quyền anh tiêu trong cái gọi là cái mục đích mà anh cảm thấy nó hợp lý là được. Nhưng mà em muốn người đàn ông phải chia sẻ cho em biết việc đó. Cô nghĩ là mấy cái đó chút xíu để bạn phải tự hỏi. Con chỉ nói cái cảm nhận của con là với cái hai bạn này thì con có cảm nhận là các bạn hòa hợp với nhau không? Có phải là của nhau hay không? Dạ, con cảm ơn cô. Thì trước tiên thì câu trả lời của bạn thì thấy là hợp lòng dân rồi đó. Hợp lòng dân đó. Dạ, còn Cương anh thấy ok đó Cương. Rồi. Rồi, cảm ơn. Con đi với ai? Dạ, con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Xinh xắn quá vậy hả? Đẹp gái quá vậy hả? À, chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. À, chào quý vị khán giả ngồi đây ạ. Thì em là Trang Anh, chị của Phương Anh. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe hoa như thế này á, thì thấy rất là hợp luôn về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện. Và chỉ mong rằng là sau cái sau khi mà bức rèn được vén lên thì có thể là hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mình các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Rồi, vậy tốt rồi. Cảm ơn. Rồi, mở rào. Mở rào. Rào mở. Rào là bị ngủ mở rào rồi. Ngủ hoài vậy? Ừ, ngủ gật. Bắt đầu đi Cương.
Chào em. Anh có món quà. Mình tặng quà đi ha con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời cái tặng vậy? Tặng còn quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Mình nhận trước rồi mình tặng sau con. Ở đây Phương Anh đưa dạ, cô cầm giùm. Rồi nhận trước đi rồi không. Mình. Rồi. Dạ. Em sợ có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Cái này chắc ha. Cái này là em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Ờ chụp chính xác. Đây, nó cái này cái thì mặt của em. Rồi cái kia cái kia trên là cái gì? Ừ. Cái này là quả cầu. Đó. Cầu tí. Dạ. Em thấy hay nữa. Dễ thương không? Dạ có. Ok. Em cảm ơn anh. Tại sao lại tặng quả cầu? Thì thứ nhất là cũng không ý nghĩa trong đầu con có gửi gắm, con có gửi gắm ý nghĩa gì không nè? Nó cui te cho nè. À, có một người hai đứa con sẽ như vậy. À, một người con trai, một người con gái. Dạ. Rồi tại sao con tặng kem vậy? Quảng cáo nhà kem đúng không? Cái đó là của nhà có được đúng không? Dạ. Rồi để đây đi con, bán kem là quảng cáo kem. Rồi đây, rồi con tặng đi rồi con nói ý nghĩa luôn. Dạ. À, đây anh có thể mở cái cuốn sổ này ra, nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Tại vì là em cũng có một cái cuốn nhật ký như vậy, nhưng mà em cũng viết được một khoảng thời gian rồi. Cái cuốn nhật ký là em sẽ dành tặng cho cái người đàn ông tương lai của em, cho cái người nào mà em xác định là cái người định mệnh của em. À. Nên là em cũng muốn tặng cho anh một quyển, thì để anh có thể viết về những cái gì mà trải qua cuộc sống của anh á, thì anh có thể viết vào đây giống như là anh đang tâm sự với một cái người định mệnh nào đó của anh vậy. Thì hy vọng là sau này anh có thể tặng cái này cho cái người nào mà anh thích. Ờ, rất là hay, rất là đặc biệt. Dạ. Không, anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con, đọc luôn. Để con đọc nha. Đúng rồi. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này, khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh, hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Không, mà anh nghĩ là sẽ hợp đó. Bởi vì một người kinh doanh, một người marketing thì quá chuẩn. Rồi, hai đứa về ghế ngồi đi nào, tâm sự đi con. Mới còn trang muốn rụng tim ha. Dạ. Con kết câu cuối chú, có em Linh ở đây rồi. Ông, Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không mà. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Vậy là nhà em chọn 2 năm. Em ở Hà Nội 12 năm. Tại vì anh thấy em chia sẻ dạ. 8 tuổi em xa gia đình là cũng như anh. Lớp 8. À lớp 8, không lộn. Là lúc đó là em ra Hà Nội đó. À. Ồ, vậy thì nhà em, gốc nhà em là Nó hơi lắc léo một xíu. Tại vì em sinh ra ở Quảng Ngãi. Thì thời điểm đó thì là bố gia đình em cũng ở Quảng Ngãi luôn. Thì sau đó thì gia đình em chuyển về Bắc sống. Tại vì quê của bố em là ở ngoài Hà Nội. Thì sau đó thì bố mẹ không có ở với nhau nữa. Thì hiện tại mẹ và em gái em ở Quảng Ngãi rồi. Thì em ở với bố Hà Nội cho tới 24-25 tuổi thì em chuyển vào đây. Nói về quan niệm về tình yêu, quan niệm hôn nhân gia đình của mỗi đứa đi. Ví dụ như cái công việc á thì dạ. Của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa tựa như vậy. Thì ví dụ như một người đàn ông mà như anh thì anh đam mê công việc. Cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi hiện tại bản thân anh bây giờ cũng vậy. Đôi khi là không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ. Tối có khi là 10 giờ mới đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Và anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Còn biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà.
anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì anh? Ví dụ khi anh đi, anh nói ok, hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó sẽ mất hay. Đó, khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những okay, cái công việc liên quan được không? Không sao, bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Mình không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Thì nó mới phát triển được cho công việc của mình. Không phải bây giờ người phụ nữ hiện đại, không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Nó như vậy, chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó thì anh cũng chia sẻ thẳng. Bây giờ hiện đại rồi, người phụ nữ ra đường kiếm tiền làm công việc giỏi hơn đàn ông rất là nhiều. Cho nên là tại sao mình cứ giữ cái đó thì nó không ai. Anh có sợ một cái người gặp một cái người phụ nữ nó quá tự tin không? Quá tự tin à? Ví dụ thì tức là tại vì rất là nhiều người đàn ông khi mà gặp em, tiếp xúc với em vài lần hoặc là lần đầu tiên á, thì sẽ hơi sợ cái năng lượng của em. Tại vì là em, như em nói là em rất là tự tin á, thì nhiều người đàn ông khi mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với em, họ cảm thấy hơi e dè với hơi sợ. Cái vấn đề đó anh không ngại. Quan trọng là ví dụ em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính, nên là cái việc đó nó cũng sẽ dẫn tới rất là nhiều cái vấn đề mà lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà gọi là tự giác. Tại vì lớn hết rồi thì em nghĩ là cái việc mà tự giác nó sẽ ok hơn. Thì anh nghĩ là đến như bây giờ cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa, không phải là cái tuổi mà mình để yêu đương để lăng nhăng như ngày xưa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu thì mình sẽ tiến tới đó. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi, mà công việc anh thật sự nói nhiều, người ta nói kinh doanh mà tiếp xúc nhiều người mà tại sao lại không có. Nhưng mà khi làm việc thì anh bỏ khách hàng là anh không có khe vấn đề đó. Cho nên là mà cái tệp khách hàng của anh thì nó không có người trẻ. Chủ yếu là lớn tuổi, mới lại một phần cũng có vẻ là ngại yêu thì phải. Cho nên là đến giờ chia tay mối tình thứ hai là 3 năm rồi. Còn em thì sao? Ví dụ mình có hẹn hò đi. Có hẹn hò với nhau thì sau này khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế với than, nói chung là nhiều vấn đề. Thì xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được, người đó cũng có thể đồng hành với em được. Chứ em không có mơ mộng kiểu mà một cái gì đó ngôn tình hay là lãng mạn. Em cần một cái người đồng hành đúng nghĩa. Bởi vì em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không. Vì cô thấy rất là mạnh mẽ, cô rất là cá tính, nhiều khi cô có thể cô còn ghê hơn mình, thì mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường. Cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy. Cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Này, và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, trao cả nhau con cái cảm xúc. Con hát bài đi con. Truyền nhau cảm xúc và con hát dở lắm. Nhau. Mỗi người nào cũng hát cũng có thể. Nào, nắm tay đi. Để chúng ta thử
trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi bạn gái, hát một câu rồi hãy đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời, dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi, ủa Linh, hai đứa này đúng là tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ mà rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? Anh chưa ha? Dạ. À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không nó là cái nợ. Và tí nữa thôi, ngồi xuống, bấm nút hay không, em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em không có chuẩn bị cái gì trước khi không, mà chính, nói không, chính mình không chuẩn bị nên là mình sẽ nói ra những điều thật lòng nhé. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Okay. Rồi, coi như là nó không cần gì đến mình nữa rồi, chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Đây, nút đây con. Bây giờ nãy mình đã nói chuyện khá dài, cũng một phần hiểu nhau. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim của mình đi các bạn. Để tay vào nút bấm. Trên hai nút bấm đó. Nè. Con để giống bạn này, con vòng qua. Hãy để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng thật sự thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút bấm đó để chúng ta hẹn hò với nhau. Còn nếu không, hãy nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. 2, 3, bấm chưa? Đó, bấm cạch cạch. Nào. Anh thấy một chàng trai rất thông minh, nói chuyện cũng rất là dễ thương. Một cô gái bản lĩnh, tự tin. Và hai đứa đều có thể nói là anh thấy hai đứa đều thông minh cả, đều nhạy bén cả. Hãy tìm hiểu lẫn nhau và hãy cảm nhận từ con tim tới con tim để một ngày sớm nhất hai con tim đó có thể hòa hợp với nhau và đến với nhau trong một ngôi nhà nào đó. Cô thấy vậy nè, cô thấy hai đứa con, hai cá tính rất là mạnh luôn. Thành ra là khi tụi con tìm hiểu nhau á, tụi con phải có một cái sự mà nhường bước một chút. Cả hai đứa đều phải biết nhường bước nhau để tìm được cái điểm tốt nhất của nhau để mà tụi con đến được với nhau. Khi tụi con đến được thì cô nghĩ rằng tụi con sẽ là một cặp đôi rất là hoàn hảo luôn. Nào, hãy nắm tay nhau. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok, rồi bây giờ là sẵn vậy. Đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ, nói vậy sống thôi chứ và con làm việc không có pháp luật. Nghe. Ta chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Nói vậy thôi chứ cũng ngại cái chuyện khác chứ. Nào. Đấy, anh chưa hết nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi.